Ok thôi anh em, thì nếu như anh em đang chạy quảng cáo và khi anh em đang chạy nó báo cho chúng ta những cái lỗi ở trên màn hình như anh em đang thấy, đó là lỗi nhóm quảng cáo, thì anh em để xử lý được vấn đề, xử lý được lỗi khi nó báo những cái lỗi đỏ như thế này thì anh em phải làm gì? Anh em sẽ cần phải bấm vào và xem nó thực sự là cái lỗi gì. Thì ở đây nó là một cái bài quảng cáo nhé, một bài quảng cáo của mình với một cái cấu trúc như này. Mình chạy thước phim và nó có cấu trúc như này, anh em nhìn thấy không nhỉ? Đấy, bài quảng cáo thì mình viết là inbox. Nếu như bạn chưa biết chạy quảng cáo hiệu quả thì cái bài quảng cáo này nó vi phạm chính sách nhé. Đây là một bài quảng cáo vi phạm chính sách thì bấm chỉnh sửa này. Thì anh em sẽ bấm vào, đầu tiên là anh em sẽ bấm vào nó này, sau đó anh em bấm vào phần bài quảng cáo này, anh em bấm giúp mình phần chỉnh sửa này. Thì khi đến phần chỉnh sửa này, anh em sẽ thấy nó sẽ báo cho chúng ta các cái vi phạm chính sách nhé. Nếu như bài viết content của anh em vi phạm chính sách, nó sẽ báo cho chúng ta ở đây. Đấy, nó báo vi phạm chính sách ở đây, vi phạm video này không tuân thủ và sử dụng thương hiệu quảng cáo của chúng tôi, tức là liên quan đến quảng cáo Facebook. Thì ở đây Facebook nó quét được ra cái chỗ này, cái phần chạy này, nó chính là cái gì ta, nó chính là cái hộp thư của thằng Facebook dẫn đến là không phép chạy. Đấy nhỉ? Thì ở đây nó cũng báo chúng ta này. Đấy, các thứ lỗi. Thì để là giải quyết được vấn đề thì chúng ta sẽ cần phải làm gì? Cần phải biết được lỗi của mình đang ở đâu và mình sửa nó đi. Đấy, thì đây là cái bài viết. Cái bài này thực ra mình có thể đọc lỗi cho các bạn biết là, thứ nhất là không được phép chạy feedback kiểu như này, nó gọi là kiểu chạy feedback ấy. Kiểu như này nó chạy kiểu chạy feedback nhá. Cái thứ hai, trong cái bài viết quảng cáo của mình có cái từ inbox nhá, có cái từ inbox cho nên là một từ kêu gọi hành động không được phép. Đó, tiếp tục này. Đấy, nó báo các cái lỗi cụ thể là sử dụng thương hiệu giao diện của Facebook này. Đấy, người dùng UI của Facebook, tức là UI tức là gì? Nó có UI và UX ấy. Đấy, trong cái thuật ngữ của những người viết code ấy, thì nó là UI và UX. Thì giao diện người dùng nó gọi là UI, hình dung nhỉ? Đây là giao diện người dùng của Facebook. Đấy, cho nên nó quét được ra cái hình ảnh này, nó dẫn đến là gì, là mình bị vội hóa. Thì mình có thể giải quyết cái giao diện đấy bằng cách là sử dụng cái, đây là mình đang cái video này mình làm bằng điện thoại, mình quay lại trên bằng caption của điện thoại, màn hình điện thoại, cho nên nó có cái giao diện của Facebook đây, có cái logo Messenger này nó sáng như này thì Facebook nó phát hiện ra. Cái nữa này, không thể quảng cáo thay đổi video vân vân đây, cho nên nó vẫn là cái giao diện của thằng Facebook thôi, cho nên nó quét vi phạm chính sách. Thì khi các bạn chạy mà gặp lỗi thì các bạn sẽ cần phải làm gì? Cần phải bấm vào cái phần bài quảng cáo này xem nó cụ thể là báo lỗi cho các bạn là cái gì, rồi các bạn mới có thể fix được, mới có thể giải quyết được. Các bạn đọc phải hiểu nhá, đọc các cái nó báo lỗi này các bạn phải hiểu. Thì nếu như bạn không hiểu, bạn chỉ cần đơn giản thôi, bấm vào chữ phần tiêu chuẩn quảng cáo thì các bạn sẽ đọc các cái thông tin, các cái chính sách của quảng cáo, thì các bạn sẽ hiểu ra là mình đang vi phạm ở đâu để mình biết rằng là mình làm sai và mình sửa, chứ không phải là mình thấy nó lỗi quảng cáo này, xong rồi mình quảng cáo bị từ chối này thì mình cứ kêu loạn lên, mình cứ kêu loạn lên, trong khi là mình có thể xem được cái lỗi đấy, tự mình xem được, hiểu không ạ? Đấy là cái lỗi thứ nhất khi cái bài content của chúng ta vi phạm chính sách. Cái thứ hai, nó nếu như chúng ta bấm vào quảng cáo, bấm vào chỉnh sửa như thế này và nó không có báo một bất kỳ cái lỗi đỏ nào như thế này cụ thể, thì nó sẽ báo cho chúng ta một cái lỗi, đó là gì, cái trang fanpage của bạn nó bị hạn chế quảng cáo. Thì nó chỉ có hai cái lỗi đấy thôi khiến cho bài quảng cáo của các bạn bị từ chối. Thì khi fanpage của các bạn bị hạn chế thì các bạn chỉ cần kháng hoặc các bạn đổi fanpage các bạn chạy là xong. Ok, thì ví dụ như cái bài này đã bị vi phạm này rồi thì mình rất đơn giản là mình sẽ gì, xóa bài này đi, lên một bài khác đó, và cái tài khoản quảng cáo của mình nó khỏe, cho nên nó dẫn đến cái hiện tượng là nó chỉ vô hóa cái bài thôi, nó chỉ hạn chế cái bài chứ nó không khóa tài khoản. Và thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái bài này mình đang chạy đấy, hai bài này là mình có hai chiến dịch đúng nhỉ, mình chạy cùng một bài. Thì ở đây mình đang chạy một cái chiến dịch, mình đang chạy một cái chiến dịch hai cái này đều chạy thước phim, và một cái chiến dịch là mình chạy lượt xem thu play và một cái mình chạy tin nhắn đó, nó xem thu play và chạy tin nhắn. Cái bên dưới là chạy tin nhắn thì giá là 47.000 một tin, và cái bên trên là 30 đồng cho một cái lượt hiển thị, 30 đồng cho một cái lượt xem. Thì ở đây mình có thể là bấm thêm vào cái phần tùy chọn để mình xem là cái phần này nó có bao nhiêu cái. Mình sẽ chọn cái thứ nhất là cái tin nhắn đây, quan hệ tin nhắn đây, quan hệ tin nhắn, rồi mình áp dụng lại cái. Thì ở đây mình kéo ra sau thì là cái phần đấy, thấy không ạ? Mình chạy reel 30 đồng cho một lượt xem đấy, 30 đồng cho một lượt xem 15 giây. Thì ở đây có 1.000 lượt xem thì nó
tức là có 1059 người xem 15 giây thì có một tin nhắn đó. Còn bên trên này thì mình chạy hiển thị như này, hình dung nhỉ, hiển thị này thì có một, thì cái giá ở đây là mình đã mất khoảng 31.000 cho đó, mình ở cái chiến dịch nhá, ở cái chiến dịch chạy chạy video chạy là xem thu đây này thì mình đang mất 31.000 để có một tin nhắn. À, còn cái chiến dịch chạy 47.000, chiến dịch tin nhắn thì mình đang mất 47 đồng, 47.000 để có một tin nhắn. Vậy nên chạy thước phim có hiệu quả hay không? Xin thưa mọi người là chạy thước phim có hiệu quả. Quan trọng là cái thước phim của bạn có đánh đúng được vào vấn đề và nhu cầu của khách hàng hay không. Thì để làm một cái thước phim hiệu quả, để một thước phim có chuyển đổi như cái campaign bên trên mình gọi là một cái campaign thước phim có chuyển đổi, đó là gì? Thứ nhất là thước phim phải nói vào vấn đề, thứ hai đưa được cái lời hứa giải quyết vấn đề, cái thứ ba giải pháp chung của thị trường, giải pháp riêng của bạn, và cuối cùng là kêu gọi hành động. Nó có 5 bước đấy. Khi bạn làm một cái thước phim, một cái video ngắn có 5 bước như vậy thì các bạn chắc chắn là các bạn sẽ có chuyển đổi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Nếu như mọi người muốn học nhiều hơn một quảng cáo, có thể bấm vào cái đường link bên dưới để có thể tham dự ngay cái khóa học cầm tay chỉ việc, Facebook Ads cầm tay chỉ việc sớm nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Bye bye.